Lộ ảnh đẹp Dương Tử hôn Tình Bách Nhiên, Triệu Diễn thế này bảo sao nhà gái không được cả showbiz yêu thích. Ngày mà bộ phim Nữ bác sĩ tâm lý do Dương Tử Tình Bách Nhiên đóng chính đã sắp đến rồi. Ekip sản xuất phim truyền hình Nữ bác sĩ tâm lý vừa tung poster có ảnh Dương Tử và Tình Bách Nhiên hôn nhau. Điều đáng nói là trong cảnh quay này, Dương Tử bịt mắt bằng một dải băng trắng, cố tựa hẳn người vào Tình Bách Nhiên. So với cảnh hôn ngượng ngùng bị bóc mẽ không lâu của Dương Mịch Hứa Khải, cảnh Dương Tử và Tình Bách Nhiên hôn nhau được cộng đồng mạng khen ngợi nhiều hơn. Một số khán giả đánh giá rằng Dương Tử rất chịu hy sinh trong những cảnh quay tình cảm. Thêm đó, vì tính cách sôi nổi vui vẻ nên khi làm việc với bất cứ đồng nghiệp nam nào, Dương Tử cũng thu về nhận xét tốt. Ở một diễn viên khác, cộng đồng mạng vội vàng đào bới cảnh Dương Tử hôn đồng nghiệp nam khi còn là diễn viên trẻ. Thời điểm này cô nàng rụt rè, sợ sệt chứ không hôn mạnh bạo như hiện tại. Fan Dương Tử đánh giá rằng để có được bản lĩnh diễn xuất như ngày hôm nay, Dương Tử cũng từng đối mặt với không ít khó khăn và trở ngại. Nữ bác sĩ tâm lý được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tất Thục Mẫn, một bác sĩ khoa nội có tiếng, đứng hạng thứ 14 trong danh sách những nhà văn giàu nhất Trung Quốc. Dương Tử vào vai nhà tâm lý học Hạ Đốn, còn Tình Bách Nhiên đóng vai Tiền Khai Giật. Vì vướng phải một sự kiện kỳ quái mà nhà tâm lý học Hạ Đốn bị cú sốc lớn trong sự nghiệp. Hạ Đốn lại tình cờ trở thành MC cho chương trình radio tư vấn tâm lý tình cảm. Làm việc cùng cô còn có anh chàng Tiền Khai Giật Tình Bách Nhiên. Vì chương trình radio được khán giả đón nhận nên phòng tâm lý của Hạ Đốn cũng đắt khách hơn rất nhiều. Bất ngờ thầy của Hạ Đốn là Cơ Minh Thông lại vướng vào vụ bê bối tai tiếng. Hạ Đốn bị kéo vào ồn ào này rồi lại phát hiện ra bí mật động trời liên quan đến Cơ Minh Thông. Bộ phim đã hoàn thành các cảnh quay và đang tiến hành xử lý hậu kỳ. Dự kiến trong năm nay, Nữ bác sĩ tâm lý sẽ lên sóng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!